Thưa quý vị, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch đấu giá 55 lô đất còn lại tại Thủ Thiêm, dự kiến chia thành 3 nhóm tương ứng với tiến độ thực hiện quyền đấu giá sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Nhóm 1 gồm 16 lô đất có diện tích khoảng 158.000 m² đã giải phóng mặt bằng và đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất trong quý 4 năm 2019. Các lô này được quy hoạch xây dựng trường học, thương mại, dịch vụ và nhà ở. Nhóm 2 gồm 16 lô đất với diện tích hơn 269.000 m² sẽ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa năng, v.v. Dự kiến sẽ đấu giá trong quý 1 năm 2020 và tháng 12 năm 2020. Nhóm 3 gồm 23 lô đất với diện tích hơn 365.000 m². Các lô đất này tạm thời chưa đưa vào kế hoạch khai thác. Theo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, việc đấu giá 55 lô đất này dự kiến thu về cho ngân sách là vào khoảng 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì con số này là quá thấp so với giá thị trường, bởi Thủ Thiêm có vị trí đắc địa, dư địa phát triển là rất lớn và việc định giá thấp không chỉ giảm thu ngân sách mà còn có ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. 55 lô đất với diện tích gần 80 ha thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được đề xuất đưa ra bán đấu giá để thu về 22.000 tỷ đồng. Nếu tính như vậy thì mỗi một mét đất ở đây chỉ có giá gần 28 triệu đồng. Thậm chí có những lô đất chỉ có giá khởi điểm rất thấp 11 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó thì những chuyên gia cho rằng giá đất xung quanh khu vực lân cận ở nơi đây đang có giá rất cao, từ 200 đến 300 triệu đồng một mét vuông, tức là cao gấp hàng chục lần so với cái giá mà Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa trình với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn phương pháp thẩm định giá liên quan đến các lô đất nên Ban Quản lý Thủ Thiêm chưa có cơ sở nào để tính toán lại mức giá mới. Do đó phải tạm lấy giá tính ở thời điểm của năm 2016 để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố. Chờ cái đơn vị tư vấn thẩm định và trình cho cái hội đồng thẩm định giá của thành phố. Và sau khi thành phố duyệt cái giá khởi điểm rồi thì chúng tôi cùng với cái đơn vị là Trung tâm Phát triển Quỹ đất của Sở Tài nguyên Môi trường ký hợp đồng và chúng tôi làm cái trình tự thủ tục để bán đấu giá công khai. Và cái này là rất là minh bạch, rõ ràng cho nên rất nhiều nhà đầu tư đến tham gia đấu giá thì cái giá của nó sẽ cao hơn rất nhiều và không phải cái giá khởi điểm là điểm dừng. Tuy nhiên, ngay cả việc phương án tính toán được đưa ra theo giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm của năm 2016-2017 thì mức giá cũng không dưới 100 triệu đồng một mét vuông. Do đó, các chuyên gia cho rằng thành phố cần xác định giá khởi điểm đấu giá và đặc biệt cần công khai, minh bạch. Khi chúng ta đấu giá thì phải đưa ra một cái giá sát với giá thị trường. Theo nguyên tắc đấu giá thì cái giá đưa ra mà được thẩm định giá chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng. Thì như vậy nó mới sát thị trường. Mà mang ra đấu giá mà vô tình mà đấu giá cùng một giá thấp thì tôi nghĩ là có khả năng là gây thất thoát đối với nhà nước. Trước hết là Sở Tài nguyên Môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện cái công tác xác định giá đất theo 4 cái phương pháp xác định giá đất đã được quy định trong Nghị định 44, còn phải được Hội đồng thẩm định giá đất của thành phố và do Sở Tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh làm thường trực phải chủ trì họp. Cái hội đồng này gồm rất nhiều thành phần của các sở ngành chuyên môn và phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Ban Quản lý Thủ Thiêm cho biết đơn vị này đã trình chỉ tiêu quy hoạch đối với 16 lô đất nhóm 1, đã hoàn thành công tác giải tỏa, bồi thường lên Ủy ban Nhân dân thành phố để lấy ý kiến về việc có thay đổi quy hoạch 1/2000 so với trước đây hay không. Trong trường hợp Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn giữ nguyên quy hoạch, Ban Quản lý Thủ Thiêm sẽ thuê đơn vị thẩm định giá từng lô đất để nắm giá khởi điểm đưa ra đấu giá.